Xin chào các bác. Cửa hàng lại có tí đồ chơi, đó là thớt radio của bộ Pioneer i9 anh em nhé. i9, i7 anh em có thể đặt vào bất kể âm đi Pioneer nào cũng được, mặt trắng. Nó mang tính chất chơi và sưu tầm thôi, bởi vì nó là hàng nội địa Nhật. FM nó sẽ bắt được tần số 8990. 8990 thôi anh em nhé. Như tôi đã nói là cái thớt này nó mang tính chất sưu tầm để anh em đặt vào nó thành bộ. Và giá cái thớt này thì cửa hàng vẫn báo cho anh em là 700 như những lần trước bán. Hàng bãi zin đẹp xuất sắc luôn. Xuất sắc đây anh em ạ. Bề ngang 42. Chiều dài thì nó mỏng như một cái vang số vang cơ ấy. Đó, anh em cứ dễ cảm nhận như vậy. Do tần số thì bấm đây. Nó bắt được tần số thì nó sẽ dừng. Thường thì nó sẽ có kênh 8990. Anh em có những cái bộ âm ly Pioneer muốn bày thêm con này thì có thể mua. Giá 700.000 giá tại cửa hàng anh em nhé. Điện 100V. Bãi zin luôn, không phải nghĩ. Độ đẹp không phải nghĩ luôn. Đó. Đằng sau. Mặt sau. Thông số. Series là 5464.